bắt không được nó mới về. Nó mướn thợ mộc để khúc cây. Mình ép trên cho thẳng xuống rồi. Cái miếng da này nó dính trong này, nó rú này, cái miếng này. Thế nè, có cái độ ngồi tao mới ấy được. Còn cái tay này để nắm thì người ta cởi. Còn hai miếng này nữa nè. Hai miếng này. Hai miếng này nó nằm hai bên. Căn gác nhỏ thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh là nơi ở cũng như nơi làm việc của ông Trần Văn Dầu, hiện nay đã 80 tuổi, là người duy nhất còn làm nghề đóng in ngựa tại thành phố Hồ Chí Minh. Bắt đầu theo học nghề từ năm 11 tuổi, ông Dầu được biết đến là người nài ngựa và đóng in ngựa nổi tiếng tại trường đua Phú Thọ xưa. Theo ông Dầu, để làm ra những sản phẩm tốt, cần sự tỉ mỉ cao, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối để khách hàng có những trải nghiệm tốt nhất. Quan trọng nhất là cái cốt này trước này. Cái cốt này con phải đặt đúng. Cái này là gọi là cái caro ngựa. Cái người tiên từ Pháp ta kêu cái caro đó. Trầm lên cái lưng con ngựa, thấy cái này trầm lên lưng mình ôm, không có lắc. Không lắc được gì hết. Đó, rồi con mới bỏ vào đây, con mang cái này xong nè, cái này. Nó con mới đưa, đút cái cốt này vào nè. Con thấy không? Nó ôm vô lưng ngựa liền. Nó là nó nè. Là quan trọng nhất là cái này nè. Cái bước này có thể là không thể nói luôn. Ông cũng biết dùng từ nhiều nhưng cái này nó quan trọng lắm. Cái nghề này ông làm là lúc mà ông làm, ông là cái người dẫn ngựa. Rồi con ông nghĩ dẫn ngựa đó. Ông bắt đầu làm yên nè. Lúc đó là cực khổ. Chủ nó quýnh mình nữa chứ phải giỡn đâu đó, mình làm không hư hao gì đó, nó quýnh bằng cái dây da mà để mai dài dép đó, mai dài đó chứ phải giỡn đâu, nhưng mà chịu đựng được hết đó, để cho ông mới thành nghề. Nói cho đúng ra ông cũng yêu nghề lắm, nó yêu nghề. Ông đang làm cái yên rồi ông nằm đó, ông cầm cái yên lên nặng vậy, ông nằm ông coi, ông khoái gì đâu, nó thấy nó vừa, nó ôm, nó khoái. Cái thứ hai đó, yêu nghề là yêu nghề nhưng mà cũng yêu về kinh tế, không có tiền mà không làm rồi đâu có sống nổi, thành ra phải làm. Hiện nay hai loại ông thường đóng nhất là yên bành và yên gù, thích hợp với những người mới tiếp xúc lưng ngựa. Khi trường đua Phú Thọ đóng cửa, nghề đóng yên ngựa có nguy cơ bị mai một, ông Dầu vẫn quyết tâm bám nghề cho đến tận bây giờ. Hàng ngày ông sản xuất ra những sản phẩm thủ công chất lượng cho những khách hàng có nhu cầu. Giá thành cho mỗi chiếc yên ngựa từ khoảng 2,5 triệu đến 5 triệu tùy chủng loại.